Xin chào các bạn. Clip này tôi vừa là để trả lời câu hỏi và cũng là để đưa ra một cái thông báo. Đó là các bạn thắc mắc tại sao gần đây tôi không còn ra những clip và MV thổi sáo nữa. Tôi trả lời như sau là bởi vì cái quy định về bản quyền của YouTube hiện nay nó đã thay đổi quá nhiều và nó quá nghiêm ngặt. Vì vậy là cái việc khi mà thổi sáo trên một cái nền nhạc beat của một cái bài hát thì nó sẽ bị gọi là vi phạm bản quyền theo quy định của YouTube là vi phạm bản quyền. Nếu mà chúng ta lấy cái nhạc beat, nhạc karaoke bản quyền để chúng ta thổi sáo vào, người ta cho rằng cái đấy là vi phạm bản quyền và người ta xóa video. Khi mà bị xóa video mà vi phạm bản quyền ấy, người ta sẽ đưa ra cái cảnh cáo bản quyền. Nếu trong vòng 3 tháng mà chúng ta bị quá 3 lần như vậy là chúng ta có thể bị mất kênh, mất hẳn cái kênh YouTube luôn. Tôi dẫn chứng ở đây như hai lão đại trong làng sáo này nhá. Thì trong vòng cái tuần vừa rồi thôi thì cả hai anh này đều bị anh Mão Mèo và anh Hoàng Anh ấy đều bị dính bản quyền, bị xóa hai clip. Thì đây tôi mở cái màn hình thông báo trên điện thoại cho các bạn xem này, thông báo của YouTube nhá. Đây, lão đại Hoàng Anh đây. Tải cái bài Hồng Nhan Bạc Phận lên. YouTube nó quá là khắt khe. Đấy, anh em chơi sáo thì nó xóa luôn. Còn những clip nhảm nhí phá hoại thì nó lại rất phát triển. Thế nó mới đều. Tiếp theo nhá. Kéo xuống dưới thì sẽ còn để xem còn mấy clip của anh em chơi sáo bị xóa đi. Cho nên là mình sợ luôn, mình không dám. Đây, cái clip vừa nãy trước lên thông báo bị xóa đây. Đấy, ngày xưa thì thổi lên trên nền nhạc beat thoải mái, nhưng bây giờ thì nó không như vậy. Đến cái kênh lớn như này Tin Việt đi cũng còn đấy, bị xóa vì vi phạm nguyên tắc cộng đồng. Đấy, Tin Việt là một kênh cũng lớn ấy, rất lớn, hầu như anh em nào cũng biết. Thì anh em chơi sáo là thổi trên nền nhạc beat là cũng sẽ bị xóa như thế này này, bị dính nguyên tắc bản quyền ấy. Kéo tiếp xuống của anh Mão nhá, xem anh Mão bị xóa này. Lâu đấy nhỉ, lâu rồi, cũng cách đây vài hôm. Đây, hai clip đã bị xóa. Đêm hôm trước thì anh Mão anh tải lên cái bài này bị xóa, trưa hôm sau anh lại tải lên lần nữa để tải lại. Có lẽ anh nghĩ bị lỗi, nhưng không phải bị lỗi mà là bị mạng YouTube nó xóa đấy. Vì chắc là lấy nhạc beat bản quyền của nó xóa. Ngày xưa thì đơn giản, nhưng bây giờ anh em chơi sáo chắc là hết đường rồi. Mình giờ mình không thổi nữa rồi, kệ đi. Bây giờ thổi thì thổi solo thôi, không thổi nhạc beat nữa. Đấy, và có lẽ lát ngay lát nữa thôi là tôi sẽ phải có gọi điện liên lạc để báo cho hai anh ấy biết. Có lẽ cả như mãi công việc mãi làm ăn không để ý đâu, vì YouTube bây giờ nó thay đổi nhiều. Lấy cái nhạc beat, nhạc nền karaoke để chúng ta thổi sáo vào là cái đấy là bị YouTube nó cho rằng là vi phạm bản quyền. Mặc dù chúng ta chỉ thổi vui thôi, chỉ thổi cho anh em nghe thôi, nhưng mà YouTube nó không cho là vậy. Trong thời gian tới đây, có lẽ định hướng của tôi là trước mắt là tôi sẽ tạm dừng thổi sáo trên nền nhạc beat đã. Nếu mà có thổi đấy thì sẽ thổi là thổi không thôi, thổi solo như vừa rồi, hoặc là sẽ nhờ anh em chơi đàn đệm hộ tôi để tôi đang thử thổi thôi. Chứ nếu mà thổi trên nền nhạc beat là có thể bị xóa kênh ấy. Định hướng tiếp là tôi sẽ chia sẻ nhiều về các kiến thức thổi sáo và làm sáo, và hướng dẫn thổi những cái bài đơn giản để cho anh em mới chơi dễ tập luyện và dễ chơi được các bài sáo hơn. Thôi, bây giờ thì tôi sẽ phải đi
khả năng đi gọi điện cho các bác Hoàng Anh và Mã Mèo. Chào các bạn.